Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay okay, trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng sống chết ra sao? Gần 13 năm ông làm Tổng Bí Thư, ông là một con người như thế nào? Cuối cùng thì sau khoảng 2 tuần vắng mặt, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trồi lên xuất hiện tại kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội Cộng sản khóa 15 khai mạc vào sáng hôm 15 tháng 1 vừa qua tại Hà Nội. Dập tắt mọi đồn đoán dâm gian trong dư luận về sức khỏe của ông suốt những tuần vừa qua. Mặc dù vậy thì xem video clip người ta có thể thấy sức khỏe của ông càng ngày càng yếu hơn trước. Ông bước đi một cách chậm rãi và khó Uh, khăn và phải có người khác rìu uh, Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay dìu đi Còn khi đứng lên chào cờ Thì phải bấu vào mặt bàn Và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Đỡ dậy Dư luận lại được dịp bàn tán Ông Nguyễn Phú Trọng giả chết để bắt qua hoặc có ai đó thì đang tung cái thông tin là ông trọng đã qua đời hoặc có khả năng không qua khỏi với dụng ý gì đó dụng ý gì thì không biết nhưng đối với lòng dân thì nếu nguyễn phú trọng chỉ cần vào trang mạng xã hội có lượng người việt sử dụng nhiều nhất đó là facebook thì ông sẽ thấy người dân nghĩ gì và cảm thấy ra làm sao trước tin ông qua đời và cái câu mà ông từng tự hào nói về việt nam trên trường quốc tế mình phải như thế nào thì người ta mới phải như thế chứ lại vận vào chính ông. Có rất nhiều cái tên gọi biệt danh tốt và xấu khác nhau dành cho Nguyễn Phú Trọng. Những câu ca tụng định nọt thì gọi ông là nhân sĩ Bắc Hà, người cộng sản cuối cùng người đốt lò vĩ đại. Và những người chỉ trích chê bai thì gọi ông là trọng lú, nhân vật hám quyền lực, kẻ độc tài vân vân. Nhưng có một điều người ta phải thừa nhận kể từ sau khi thời của Lê Duẩn làm Tổng Bí Thư cho đến nay thì Nguyễn Phú Trọng là người có quyền lực lớn nhất. Về chức vụ thì ngoại trừ ông Hồ Chí Minh thì người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là chủ tịch nước đầu tiên và giữ cương vị này cho đến hơi thở cuối cùng, đến tháng 9 năm 1969. Ông Trường Trinh đang làm chủ tịch hội đồng nhà nước, được bầu giữ cương vị Tổng Bí Thư thay thế cho Lê Duẩn qua đời vào tháng 7 năm 1986 và đảm nhiệm đến tháng 12 năm 1986. Đến nay thì mới có ông Nguyễn Phú Trọng một mình từng ngồi luôn hai ghế Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước trong giai đoạn 2018-2021 sau cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Đại tướng Trần Đại Quang và cũng là người đã bất chấp điều lệ của Đảng vẫn tiếp tục tái lãnh đạo khi mà đã ngoài 65 tuổi và ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba trong chức vụ Tổng Bí Thư. Nếu như ưu điểm của Nguyễn Phú Trọng so với nhân vật chóp bu khác khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải chọn ông, cho dù tuổi đã cao, sức đã yếu và có nhiều bệnh tật, năng lực hạn chế như chính ông thừa nhận là tương đối ít tham nhũng và vẫn kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mark Lenin, thì mặt khác ông lại có nhiều khuyết điểm nặng nề và rất khó để sửa khác. So với thời kỳ đầu với Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, thế hệ quan chức cộng sản sau này thì hầu hết không còn tin gì vào chủ nghĩa xã hội vào học thuyết mark lenin hay tư tưởng của đảng họ bảo vệ đảng bảo vệ chế độ là để bảo vệ những quyền lợi của mình và con cháu của mình và họ cũng chẳng còn tin vào nga hay là tàu nhưng vì hèn vì sợ mất đảng mất chế độ nên mới phải quỵ lụy theo tàu và theo nga nhưng riêng ông Nguyễn Phú Trọng thì dường như lại có phần giống với thế hệ lãnh đạo trước kia vẫn bám vào lý luận Mark Lenin, bám vào chủ nghĩa xã hội và đồng thời thì có nhiều nét nguy hiểm. Một con người tham quyền lực nhưng lại có quyền lực hơn mọi lãnh đạo gần đây và thần phục tàu tuyệt đối. Một mặt thì Nguyễn Phú Trọng nhất nhất học theo Tập Cận Bình. Họ tập có phong trào chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi, săn sói, quét muỗi thì nguyễn phú trọng cũng nêu cao quyết tâm chống tham nhũng qua chiến dịch đốt lò nhưng tham nhũng ở trung quốc hay ở việt nam thì không thể nào có thể tiêu diệt được một khi hai quốc gia này còn tồn tại mô hình thể chế chính trị độc tài đảng trị với quyền lực của đảng cộng sản đứng trên luật pháp tư pháp hành pháp lẫn truyền thông và người dân thì hoàn toàn không có quyền mở miệng cho nên chống tham nhũng ở hai quốc gia này chỉ là tiêu diệt phe cánh mà thôi Nguyễn Phú Trọng cũng học theo Tập Cận Bình, tiêu diệt tất cả những ai có nguy cơ ngáng đường hoặc có khả năng thay thế mình. Đảng Quân Sản Trung Quốc vào ngày 25 tháng 2 năm 2018 đã đề xuất bỏ điều khoản giới hạn thời kỳ nắm quyền hai nhiệm kỳ của Chủ tịch trong Hiến pháp của nước này, mở đường cho Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn, chẳng khác nào một ông vua nguyễn phú trọng thì có lẽ cũng mơ ước có quyền lực lớn như thế nhưng dù cho hiện tại thì trọng đã diệt hết các đối thủ chính trị thì từ tầm nhìn tư duy năng lực cho tới bản lĩnh thì ông nguyễn phú trọng vẫn cứ thua tập cận bình rất là xa và cũng không có được uy tín thiện cảm hay là sự kính nể của dư luận nhân dân có thể hiểu biết và quan tâm đến chính trị ông nguyễn phú trọng vẫn bị chết với cái xú danh trọng lú chả biết có từ bao giờ Mặt khác thì Nguyễn Phúc Trọng lại thích tạo phong cách giản dị liêm khiết, ăn mặc xòe xòa như là cách lãnh đạo thời kỳ đầu cũng muốn được như là Hồ Chí Minh nên cho báo chí bơm thổi ca tụng mình và có những bài báo còn gọi ông Trọng là người, là ngài. Hơn cả Hồ Chí Minh ngày xưa thì người ta chỉ gọi là người. Đó là một con người bề ngoài thì có vẻ khiêm nhường và khiêm tốn đạo đức, nhưng bên trong thì tham vọng quyền lực rất là lớn. Bề ngoài thì li li như là lú lẫn, nhưng ở bên trong thì nghĩ trăm mưu nghìn kế để diệt đối thủ, lúc nào cũng nghĩ mình phận mỏng cánh buồm. Tuổi cao sức yếu, tài không có bao nhiêu, nhưng nhất định không chịu nhường ghế và cứ ngồi đó để đưa đất nước này đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, không biết đến hết thế kỷ này đã có hay chưa. Mang tiếng là ít gì cũng cử nhân văn chương văn khoa khoa văn trường đại học tổng hợp hà nội là tiến sĩ ngành khoa học lịch sử ở liên xô cũ thực ra thì tiến sĩ ngành xây dựng đảng rồi thì được phong là giáo sư bằng cấp lãnh đạo nước này lúc nào cũng rất là to và chính trị gia của các nước khác nghe cứ mà phát sốt nhưng thơ phú thì như là về nói năng thì toàn những lập luận giáo điều sơ cứng. Còn tình trạng nhân quyền đàn áp báo chí, bắt bớ người dân, những người bắt đầu chứng kiến và đàn áp tất cả những ai có chút trong xã hội, đàn áp tôn giáo dưới thời của Nguyễn Phú Trọng thì càng tồi tệ và u ám hơn bao giờ hết. Hình ảnh một chính khách lãnh đạo quốc gia trông cũ kỹ lạc hậu so với thế giới. Một trong những bài báo nịnh bợ nộ lộ liễu đăng trên trang web rất khả nghi cách đây mấy năm đó là thao tin net viết về ông nguyễn phú trọng chiếc áo cũ rách cổ tay và nhân cách giản dị của chủ tịch nước nguyễn phú trọng thật ra thì thời ông hồ ông duẩn thậm chí đến thời của ông nguyễn văn linh các tụng lãnh đạo ăn mặc giản dị áo rách cũng còn hợp với phong cảnh và còn hợp với thời đại bây giờ thì lãnh đạo phải ăn mặc cho tử tế và tác phong hiện đại văn minh trông con người nhìn là biết có bản lĩnh có đầu óc ngay như họ thật cận bình ở bên trung quốc cũng ăn mặc bệ vệ đi đâu cũng có phu nhân sang trọng đi kèm vậy mà lũ bồi bút thì vẫn cố mà khen cái giản dị áo rách của tổng bí thư áo rách áo cũ tác phong quê mùa chỉ là tiểu tiết đáng nói hơn là đầu óc tư duy cũ kỹ bảo thủ lạc hậu của nguyễn phú trọng mở miệng ra là lý luận mark lenin lý tưởng xã hội chủ nghĩa và sự ưu việt của Đảng. Chưa kể, giữa tình cảnh đất nước đang bị Trung Quốc o ép về mọi mặt, người dân thì rất mong nhìn thấy một chính khách, một lãnh đạo quốc gia mạnh mẽ, đầy bản lĩnh và dám ăn to nói lớn, nghĩ tới việc lớn, có tham vọng đưa đất nước trở thành một cường quốc trong khu vực và không sợ hãi trước bất cứ mưu đồ xâm lăng thôn tính của bất cứ cường quốc nào, chứ không phải là cái vẻ khiêm nhường nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn sức khỏe thì quá biết bát như là ông nguyễn phú trọng nhưng tất nhiên thì một lãnh đạo như thế chỉ có thể tìm được trong một cơ chế tự do dân chủ với lá phiếu của người dân chứ không phải là một trong thể chế chính trị độc tài đang ở vào thời kỳ mục ruỗng như ở việt nam và một con người do một thể chế như vậy tạo ra như ông nguyễn phú trọng ở tất cả thì giờ lẫn mưu mô dành để diệt phe này phe kia nghĩ cách tàn tồn cả dựa vào Trung Quốc, thì làm sao mà dám nghĩ đến chuyện thay đổi, bỏ đảng, bỏ tàu. Cuối cùng, nhìn lại 13 năm, việc lớn nhất mà Nguyễn Phú Trọng luôn tự hào đó là đốt lò chống tham nhũng, thì có thành công hay không hay càng chống tham nhũng thì càng nghiêm trọng, với những vụ án kỷ lục về số quan chức những uh, kẻ nhúng chàm và kỷ lục về mức độ liên quan của các ban ngành về số tiền tham nhũng hối lộ và về sự phi nhân vô lương tâm như là những đại án test kit hay là chuyến bay giải cứu vân vân. Nói như dân trên mạng, cái lò là do cụ xây, củi thì từ cây do tay cụ trồng. Đảng Cộng sản đang khủng hoảng nhân sự và sau ông Nguyễn Phú Trọng thì ai sẽ lên thay thế? Cái khổ là suốt một thời gian dài đấu tranh tranh giành quyền lực đã khiến cho chung quanh ông Trọng bây giờ toàn những khuôn mặt kém tài thiếu đức nhưng lại thừa thủ đoạn, thừa tham lam, tham tiền, tham quyền và coi đất nước này, dân tộc này như là những thứ sở hữu riêng của đảng, của phe nhóm để mà tha hồ cầm cố, đổi trác, khai thác, vơ vét, bóc lột. Thử hỏi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thì ai sẽ lên? Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hay là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bộ trưởng bộ công an tô lâm hay là bất cứ một kẻ nào khác tất cả đều có những tì vết của mình tô lâm dưới mắt thế giới là một tội phạm và thông qua vụ chủ mưu bắt cóc trịnh xuân thanh ngay giữa berlin và một kẻ tham nhũng thất nhân tâm đã ngồi ăn bò giật vàng tại một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất ở london khi mà cả nước vừa trải qua nhiều tháng trời phong tỏa do đại dịch và nhiều người dân mất việc làm đứt bữa và không có gì để mà ăn còn trong mắt người dân thì tô lâm như là một hung thần gian ác với bao nhiêu những vụ đàn áp nhân dân kinh hoàng như là tội ác đồng tâm hay nhỏ nhen như là bắt ông cựu đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng vì dám chỉ trích ngành công an Phạm Minh Chính thì dính vào quá nhiều những vụ tham nhũng kể cả mối quan hệ bị đồn thổi với Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là người tình của ông. Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC đang bị truy nã. Còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì mặt mũi cũng sáng sủa nhưng lại cũng vướng lùm xùm vài vụ tình ái. Võ Văn Thưởng có ít scandal hơn nhưng sự nghiệp chính trị thì có nhiều điểm giống với Nguyễn Phú Trọng và cũng là dân tuyên giáo và kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin. Nhưng lại còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nếu như có lên chắc chắn sẽ không được những tay khác kiêng nệ. Tóm lại thì chả có người nào thực sự có năng lực bản lĩnh và mà lại ít tay tiếng cả. Nhìn rộng hơn một chút thì không một ai trong số ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 mới nhất gồm 16 người có được khuôn mặt nào có tài có đức, biết nghĩ cho dân cho nước. Nếu có một cuộc bầu cử tự do cho phép lập các đảng phái đối lập, cho phép cạnh tranh tranh luận về đường lối, chính sách với các ứng cử viên của các đảng phái khác, cho phép báo chí độc lập được quyền khui ra mọi thông tin về đời tư, quá khứ năng lực của từng người và cho phép người dân được bỏ phiếu chọn lựa thì chắc chắn tất cả cái đám bất tài vô dụng nhưng quá khứ thì đầy thì vết và tài sản thì bất minh này sẽ không thể nào mà lọt qua được vòng sát hạch sự khủng hoảng nhân sự này đã diễn ra từ mấy năm nay những nhân vật do chính nguyễn phú trọng nhắm tới như đinh thế huynh trần quốc vượng thì cuối cùng cũng bị rút đài hoặc phải rút vì sức khỏe kết sức hết sức là khó hiểu thực ra thì trong những năm gần đây thì một gương mặt quan chức cực kỳ hiếm hoi của đảng cộng sản việt nam mà theo người uh, hiểu biết thì cho đó là còn sáng sủa, có kiến thức và năng lực đó là Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 2011-2021, con trai của Cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Tiểu sử trên Wikipedia cho biết, ông Phạm Bình Minh tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại giao nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam, tốt nghiệp Thạc sĩ Luật và Ngoại giao tại Trường Luật Quốc tế và Ngoại giao Fletcher trực thuộc Đại học Toast Fletcher School of Law and Diplomacy Ông thuộc lớp sinh viên đầu tiên Hoa Kỳ học dưới sự tài trợ của học bổng Fulbright và ông từng làm tùy viên đại sứ quán Việt Nam tại Anh, công sứ phó đại sứ đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vân vân. Ông sử dụng tiếng Anh trôi chảy và với một quá trình học hành, kinh nghiệm ngoại giao với các nước phương Tây thì ông Phạm Bình Minh chắc chắn là có quan điểm cởi mở, phóng khoáng hơn với các nước phương Tây. Ngoài ra thì còn có Vũ Đức Đam, nguyên phó thủ tướng, phó trưởng ban thường trực chỉ đạo phòng chống Covid-19 của chính phủ cũng từng đi học ở Bỉ làm luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Cả hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đều từng làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên thì Vũ Đức Đam khi xử lý đại dịch Covid-19 thì lại lộ ra sự chủ quan duy ý chí, thiếu tình người. Cả hai nhân vật này đều đã rớt vì phải chịu trách nhiệm chính trị trong những vụ án, đại án, test kit Việt Á hay là chuyến bay giải cứu đầy tài tiếng có vẻ như tổng bí thư nguyễn phú trọng người đã giành lại được vai trò kiểm soát của đảng đối với chính phủ cũng như giành được quyền lực tuyệt đối ở trong tay đã cùng với phe nhóm của mình loại bỏ hết những người hiếm hoi có năng lực có đầu óc cởi mở để chỉ chọn chung quanh mình là những nhân vật xuất thân từ công an như là phạm minh chính tô lâm hoặc dễ kiểm soát như vương đình huệ và võ văn thượng nếu vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng ra đi thì Đảng Cộng sản chắc chắn phải loay hoay đau đầu để tìm người thay thế. Và chừng nào chưa tìm ra người thì họ chắc chắn không để cho ông Nguyễn Phú Trọng chết. Và nếu như ông có hôn mê đi chăng nữa thì vẫn để ống thở để họ đấu đá sắp xếp với nhau cái đá. Nay thì ông đã vượt qua trở lại với cương vị của mình nhưng tình trạng khủng hoảng nhân sự trên thì vẫn còn đó. Vậy tương lai của Việt Nam vẫn chưa có gì là sáng sủa. Ở các nước dân chủ thì một vị tổng thống thủ tướng có ra đi bất ngờ thì bộ máy chính phủ cho tới quốc gia đó thì vẫn hoạt động một cách bình thường. Thậm chí như nước Bỉ trong hai năm 2010-2011 không có chính phủ sau khi mà liên minh cầm quyền tan vỡ do bất đồng về vấn đề di trú nhưng đất nước thì vẫn vận hành bình thường. Ngược lại ở với những quốc gia độc tài thì nhất là độc tài đảng cộng sản như là các nước do đảng cộng sản lãnh đạo quyền lực thường tập trung vào tối đa vào một người lại không chuẩn bị sẵn người kế thừa lại chỉ chăm chăm tiêu diệt hết những gương mặt sáng giá nên khi người đó ngã xuống thì thường có sự khủng hoảng trong một số trường hợp cái chết của nhân vật như vậy có thể dẫn tới một bước ngoặt một sự thay đổi lớn nhưng nhìn vào tình hình Việt Nam hiện nay thì xét từ sức ép ở bên ngoài hay sức ép ở bên trong của người dân và cả chính ở bên trong Đảng Cộng sản đều không có dấu hiệu gì là như vậy. Bất cứ ai có lòng quan tâm đến vận mệnh quốc gia dân tộc và theo dõi tình hình chính trị ở Việt Nam đều thấy rõ Đảng Cộng sản và cái thể chế độc tài toàn trị này đã mục nát và thối ruỗng có đốt lò bao nhiêu hay có ai lên làm tổng bí thư thủ tướng thì cũng vậy mà thôi tuy nhiên thì đảng cộng sản việt nam sẽ không chịu chết ngay cho mà cũng chẳng có thế lực nào từ bên ngoài hay từ dân chúng dẫn đến sự kết thúc đó và đảng sẽ cứ tiếp tục thối ruỗng như vậy khá lâu nữa và sự tồn tại đó chỉ càng làm trì hoãn và mất đi cơ hội thay đổi của việt nam và di họa để lại càng nặng nề hơn mà thôi Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi